Rồi xin chào quý khách của em đã trở lại kênh máy cắt cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Rồi giấc này em lên lô máy dọn nổ sẵn sàng về chi việc đổ xăng pha nhớt cho sử dụng ha. Cái này làm bán cho khách lẻ nha, sỉ vẫn bán được luôn nha mấy anh ha. Cứ việc vô chốt đơn hay cho em hay. Rồi cái số điện thoại để chốt đơn là 0913136620 nha. Số điện thoại này Zalo là Nhanh Mai nha mấy anh. Đó, bên em ship hàng toàn quốc cho mình, được xem hàng, kiểm tra hàng, đặc biệt là không có lấy cọc ha. Rồi test nổ máy rồi mình hãy nhận ha, không có lấy cọc nha, nhắc đi nhắc lại. Vì lý do không lấy cọc cho nên mình xem hàng cho kỹ, mình hả đặt hàng dùm em nha mấy anh. Không lấy cọc, cái muốn bơm thì cũng tội nghiệp anh em ha. Đề máy hôm nay em đi là có Singu, Ryobi xài động cơ Mitsu tên là 20, Komitsu, Kawasaki TH, Echo, Echo này 22, Echo 253, rồi Rubin, Mitsu tên là 261, Cinewa 4 số cực đẹp mấy anh, dàn dưới này rất là đẹp, Maru 23. Rồi cái này là Maru 23, con trợ lực này thường. Này kêu Git 253 nha. Và máy dao động giá là từ 1.3 triệu, 1.4 triệu, 1.5 triệu cho đến 2.7 triệu nha ha. Tum gời tum liền có hết nha mấy anh. Đó, đặc biệt Mitsu tên là 261 này le đỏ tự động tum gời luôn. Có thể là mình chế cái gì cũng được ha. Thì máy này là xài hệ gia đình cũng có, cắt cỏ mềm cũng có, cắt cỏ cứng cũng có nha mấy anh. Thì mấy anh nào mà xài máy á, khi mà quen rồi thì chốt máy á, thì em khuyến khích lắm. Nhưng mà anh nào chưa sử dụng máy mà muốn mua máy á, thì mấy anh phải điện cho em để em tư vấn máy cho mình ha. Cái hệ nào xài phù hợp với gia đình, cái hệ nào mình cắt tiết kiệm xăng hay là sao sao vậy đó. Chứ thấy đẹp quá chốt vậy không phù hợp thì không nhận hàng cũng tội nghiệp em ha. Rồi bên hàng bên em thì đi hàng trong vòng 7 ngày ha. Mà mình không nhận được hàng thì điện cho em nha. Tới chỗ shipper không cho thử hàng cũng điện cho em luôn. Đó, bên em cho kiểm tra hàng thoải mái luôn nha. Rồi bên em có bán thêm nhớt, nhớt 4 thì và nhớt 2 thì hả mấy anh. Nhớt này nhớt 4 thì nè, cái bình này 1 lít 100 ngàn một chai. Nhớt này thì nhớt 2 thì 100 ngàn một lít. Cũng 100 ngàn một chai, đi theo máy em bao ship. Và em khuyến khích là mấy anh là nên mua nhớt ha, mua nhớt đặng đi theo đó về cái mình chuẩn bị xăng cái mình pha nhớt vô mình thử thôi ha. Một lít xăng pha dùm em 40cc nhớt 2 thì nha ha. Ở tiệm có mua thêm đi, em bao ship luôn cho mình đi theo máy mà ha. Tỷ lệ còn nhớt này thì mình đổ rồi, không có cần pha, còn là phải pha vô dưới xăng nha ha. Thì hãy thử máy nha. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho mình nghe. Rồi cây nào nó phù hợp với mình thì mình chốt ha. Và sẵn nói luôn là em bao ship tới nhà và kèm theo 6 món nha, là có trắng cỏ, dây đeo, tiếp mở bu ghi đầu dao, lục giác 4 lưỡi dài với ổ cước nha mấy anh ha. Xe cái quạt ở chỗ khác. Cái này là Singu nha ha, Singu bít tông gấp dài nha mấy anh ha. Bình xăng con ở bên phải, nó giống như là xe hơi vậy đó mấy anh. Có chỗ bên phải bên trái vậy đó. Cái này là đề đầu của Nhật Bản ha. Rồi 237 là nồng 32 ly, gần 24cc nha. Nhà có chân trống ở dưới bàn sắt này, bàn sân lớn mình không chạm đất ha. Công tắc là ở phía trước trên đầu ha. Đây mở tắt ha. Tung gời tung nhôm xịn sọ luôn, chế mới chế hai kim nha, hai tay cầm ở đầu vào zin. Thì máy này á, ngoài em anh cắt cỏ thì mình có thể tháo cái đầu rời ra mình sử dụng cho công việc khác cũng được ha. B1 32 ly 1.3 triệu, mềm xèo luôn. Máy này chạy khỏe nha. Lý do 1.3 triệu là do nó giống như là nó hơi cổ hơn so với cái máy kia thôi, chứ bắt chất lượng là em bao nha. B2. Cái này Ryobi ha. Ryobi này Ryobi 20. Cái máy này ưu điểm đầu tiên là nó gọn em anh, rất là gọn nhẹ và chạy rất là khỏe, cực giản luôn ha. Ghi cái bình xăng lớn thì em lên bình xăng mới nha, còn bình xăng con hay bình xăng gin của nó One Barrel ha. One Barrel chứ One Barrel nó sẽ dập phía sau này, mình mở cái nắp này ra mình sẽ thấy nha. Và em sẽ nhắc thêm cho những anh nào mà mới sử dụng máy ha, thì nhớ quan trọng cái vấn đề cái le này dùm em ha. Đóng le là bật lên,
Khi máy khởi động nổ rồi thì bật le xuống để cho nó thông gió, chạy cho ngon lành cành đào nha mấy anh. Tôm liền tôm nhựa ha, công tắc. Rồi ha, ta cầm đầu bò zin ha, ra giữ nha. Thì cái máy này á thì xài mấy anh rất là tiết kiệm xăng luôn, không có hư giặt hư gì luôn ha. Đó, cái này thì lóc dập mắt in cho ba luôn ha, an tâm giùm em ha, hàng Nhật chính hãng nha, 1.350.000. Rồi B3 Genon Komatsu ha, đóng lè cái đi vậy. Genon Komatsu, trời ơi, nghe điện thoại cái coi 23cc, nồng 32 ly, chế thì chế zin ha, chế zin quanh bờ gồ, bật lên bật xuống ha, tôm liền tôm nhựa nha. Tua chạy nhanh rất đẹp luôn, B3 32 ly, 1.400.000 ha, đắt mở nè. Rồi nãy em thợ không quay cái vụ này nữa nha mấy anh, khi mà mình giật nổ á, mình giật qua không nổ thì mình để ý giùm em cái công tắc nha. Nè, ga nè, một tay cầm, rồi đầu bờ zin. Thì cái hệ máy này á, nguyên bản zin của nó là như vậy, thì dành cho mình phát những cái chỗ mà trồng cây có hơi cao, vườn tược, trồng cây ăn trái rồi đó, thì mấy anh lấy cái cây này. Còn những chỗ nào mà vườn trống trải thì mấy anh có thể là nói với em lên hai tay cầm miễn phí cho mình nha. Cũng tùy theo hệ máy mà mình nên để hay mình nên thay này ha. B3 1.400.000. Rồi em sang B4 Kawasaki TH. Xuống là mở lên là tắt hả? Rồi được rồi. Máy chạy quá trời khỏe mấy anh ơi, cực khỏe luôn ha. Mà tại vì cái áo nó giống như nó hơi đóng gông á, nó không có đẹp bằng những hệ kia, chứ cái hệ này á. Mà anh nào thích zin ha thì lấy hệ này ha, không chú trọng bên ngoài thì lấy giùm em nội thất bao zin 100%, chạy cực khỏe, cực tiết kiệm xăng luôn. Chứ zin luôn ha, máy nói chung zin hết trơn luôn. Đó, cái áo hồi nó xấu mà cái láp đẹp giá mang ha. Nè, tâm liền ha, Isaki, tâm liền tâm nhựa nha. B4 32 ly, 1.450.000. Nè, cái này là mình xuống ga, mình lên ga là như vậy ha. Công tắc thì bật xuống là mở, bật lên là tắt nha ha. Gì đâu, trắng cỏ zin, đầu bò zin ha, trắng cỏ cũng hợp tông máu luôn, lắp zin 23cc 32 ly. Cái này là lóc dập da ban luôn nha mấy anh ha, lóc nó sẽ dập da ban dưới đây, có nguyên cái đế bằng nhựa ôm mình xăng lớn luôn ha. Rồi B4 32 ly, 1.450.000. Rồi em sang B5 Echo. Echo 22. Bên em cho bán hàng, bên em bán hàng mà cho xem hàng thử hàng thoải mái thì mấy anh cứ an tâm ha. Đó, máy này hình thức đẹp nha mấy anh, tại vì áo sắt ha, áo sắt mà nó như gì chụp giật nó không chạy chuỗi gì thì đẹp lắm. Bình xăng lớn zin nha, cái này bình xăng con thì em lên chế mới rồi, cái hai kim ha, đẹp giả mang không, cái tung nó tung gầy luôn nha. 22cc 1.500.000 nha mấy anh ha. B5 32 ly, 1.500.000, hai tay cầm ngay giữ, trắng cỏ zin là bộ zin theo máy luôn. Đó, cái trắng cỏ màu cam nó ha, hạt tông với màu áo luôn, chạy cực khỏe giãn nha. Những cái hệ này nè, bít tông nó dày lắm, dằn mâm sống chán ha. Giờ cái nữa. Rồi B6 là kêu gít ha, kêu gít đây, áo não zin nha, nó hơi lợ lợ, chế mới, chế hai kim tôm gời, tôm nhôm 253. Là có miếng xốp kêu gít luôn, B6 32 liền 1.500.000 nha.
hai tay cầm ra giữ, rồi chắn cỏ zin đầu zin theo máy, 1,5 triệu nha mấy anh ha. Cái máy này là cái bình xăng lớn, em cũng lên bình xăng mới rồi nha mấy anh. Đó, mấy anh muốn kiếm hệ máy mà nó khỏe như trâu như bò, cắt cỏ đồ bao khỏe bao cứng thì nên lấy nè, B5 B6 rồi đó ha. Những hệ đó thì xài rất khỏe, những anh dùng tay nguyên rồi đó rất thích luôn. Rồi thêm một cây B7 nó giống B6 luôn nha mấy anh, vàng luôn, nó không khác nha. Nấu giòn hết sức không? Thì giật hoài luôn. Cái cây này nó khác ở chỗ là cái trắng cỏ màu đỏ thôi ha. Thì nó hơi khác với cái màu áo thôi đó, chứ nó không khác cái gì. Bình xăng lớn mới, bình xăng con cũng hai kim, hai mới luôn, tum gời tum nhôm luôn, cũng 253 luôn, 32 ly luôn, công tắc nè. Đó, cũng 1,5 triệu luôn nha. Đó, anh nào thích á thì mình có thể chốt một lượt hai cây về để dành dùng từ từ mấy anh ơi ha. Tại vì hệ này lâu lâu cũng có mà chạy rất khỏe nha. Giá thì quá trời là hữu nghị với mềm xèo. Rồi, cái này mà bơm nước cũng hết sảy luôn á. Em sang B8 Maru 23cc 32 ly ha. Nhỏ gọn, nhỏ. Nhỏ gọn. Anh nghe nổ không? Chát 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 chát, giống như là nó nhỏ con mà nó lối vậy đấy mà. Nổ mà hỏi chứ muốn gì, muốn gì? Gan vậy đó. Máy này quá trời, nó gọn nhẹ mấy anh ơi, mà cái mẫu nó nghe, phải nó mẫu này làm lên bao nhiêu bán bao nhiêu mấy anh rất là thích. Hệ Maru á mấy anh. Thứ nhất là nó bền, thứ hai là nó chạy dẻo dai, rồi nó tiết kiệm xăng đó, rồi phụ tùng nó đa dạng vậy thế không hư giặt á. Cho nên vui Maru mấy anh cũng chuộng lắm chuộng. Rồi zin hết luôn. Chắn cỏ zin đầu bò zin một tay cầm ha, một tay cầm thì như em hay nói không thật chịu thì em lên hai tay cầm miễn phí nha. Ga với công tắc trên ghi đông đó nè, nước máy còn đẹp lắm luôn, tung gòi luôn nha mấy anh, tung gòi nè, nó đẹp, nước sơn zin luôn nha mấy anh ha. Đây còn tem chế thì chế zin một kim ngang ngang one barrel made in Japan ha, lóc dập made in Japan luôn. 1,6 triệu cho B8 ha. Rồi em sang B9. Đỏ không? Đỏ không, nguyên dạng này đỏ không, đỏ lè đỏ lét luôn. Cái này cái xác bên ngoài nhìn nó hơi bự hơn nhưng mà nó cũng 23 nha mấy anh. Có trợ lực. Có trợ lực luôn ha, siêu nhẹ giật luôn. Đây cái bình xăng lớn cái tem nó còn luôn nè. Cái này nó chế thì chế hai kim chế zin nha. Chữ One Barrel. B9 32 ly 1,7 triệu. Tôm liền ha, tôi chạy nhanh. Maru đây, cái cụm nó còn có màu đỏ luôn. Ga nè. Công tắc nè, double zin. Rồi made in Japan, hai dập lóc luôn, hai cổng phun còn luôn. Em bán hàng á mấy anh hỏi vậy nè, máy zin không em? Máy zin không em? Mẹ em cũng bị bơm. Cái anh đó đó, anh hỏi zin không em mà bị bơm. Nhưng mà vấn đề mấy anh có biết xem máy không? Em bán không lấy cọc đó. Tại vì khi mà mấy anh không biết xem máy mấy người ta zin mấy anh nhẵn nói không zin như thường. Máy zin không em hoài. Thì em zin thì em đã zin, còn cái nào mới thì em nói mới. D9, 1,7 triệu nha. Ha. Này là còn thiếu có cái thùng thôi nghe mấy anh. Bảo đảm cây này lên là cũng dữ lắm luôn đó. Cây này cũng vậy luôn. B10 nha mấy anh. Cái này là Cinewa shop 2400 ha. Thì nó hơi ra khói xíu nha mấy anh, thì nó mát máy chứ không có hư hao gì chổng đâu ha. Máy này hay thì ra khói là chuyện bình thường. Áo nó đẹp nè mấy anh ơi. Tôi đi đứng nha. Sao đừng coi chứ. Đó, thông số còn luôn. 1,7 triệu thôi, B10 hai tay cầm. Rồi chẳng có zin đâu, có zin ha.
chế zin hay kim, rất đẹp. Đây, cái bình xăng lớn nè, hết sức đẹp mấy anh ơi, máy quá trời đẹp luôn mấy anh ơi. Rồi, kết B10 1.7 triệu. Giang ơi, Giang kéo đi qua cho mất cái teo hoài. Rồi B11 Mitsubishi tên là 261. Tại trong luôn này có mình nên nó là hoa hậu rồi, bây giờ cho nó nổ đi. Bình xăng lớn là bình xăng zin em anh, mà đẹp hết sức không. Nói chung cây này nó mà nếu mà nói về hệ Mitsu thì nó rất là đẹp, nó cũng còn thiếu có cái thùng thôi. Chế hai kim nè, hai le đỏ tự động nè, đó xịn sò chưa đó. Rồi tấm gờ tấm nhôm nè, rồi ôi cái tem đây còn luôn em anh ha. Rồi có miếng xốp ốp lưng nữa nè, hai tay cầm ha. Rồi chẳng có zin nào bồi zin ha. Đây cái này đã chứng minh cho em anh là 261 nha em anh ha, đẹp quá trời đẹp. Rồi lốc dập mắt in Japan cho mình luôn nha. Đó, trời ơi 2.7 triệu bao ship tới nhà. Cái này có trợ lực nha mấy anh ha, nói chung Mitsu không nói nhiều, nó show thôi, nó chốt không kịp thở rồi. B12 Yubin, Yubin này 256 vậy. GNT nổ thì tương đối mà chạy thì giãn lắm anh. Máy này chạy rất là giãn, chạy đường trường luôn, rất khỏe luôn ha. Máy này cũng zin hết trơn nha. Bình xăng lớn zin nè, bình xăng con zin nè ha, quanh bờ gồ luôn, tum liền tum nhôm nha, rapid ha, hai tay cầm, ga công tắc trên ghi đông là bộ zin nha. Rồi có cái đế bằng nhựa ôm bình xăng lớn luôn, bình xăng lớn trắng đẹp á, có bộ lọc gió nữa nè, lọc gió bằng nhựa luôn ha. Rồi em kết sổ cây này ha, B12 34 ly 1.7 triệu nha, có ốp lưng nha mấy anh ha, ốp lưng gấp bít luôn. Rồi máy này gọi là giá tương đối đó, chạy khỏe mà giá mềm nha. Xin chào và hẹn gặp lại mấy anh vào ngày mai, tạm biệt.